Anh ơi, Ôi. em có con 7 Plus đấy, nhưng mà pin nó yếu quá. Em vừa mua cục pin Visian của bên anh ấy, anh thay giúp em với. Yếu là bao nhiêu phần trăm nhá? Yếu bây giờ nó còn 84% thôi. Thực ra là trên 80% ở dưới trên 80% thì cần phải thay đâu, nhưng mà pin của em sạc được bao lần? Pin của em kiểm tra trên hệ thống là sạc được 800 lần rồi. Úi giời, 800 lần thì thay thật. Thường thường nhá, là pin mà trên 80 thì chưa cần phải thay, dưới 80 là phải thay. Nhưng mà nếu pin mà của em mà sạc được tầm khoảng 500 lần trở lên đấy, hoặc là 600 lần lên, nghĩa là dùng 2 năm đấy, thì em nên thay. Thế nên là bây giờ em đã mua pin bên anh rồi, pin xe rồi, và thay thì vào đây hướng dẫn cho anh, hướng dẫn cho chi tiết cái cách thay này nhá. Đó, cho các bạn nào xem clip các bạn đi xem thì các bạn biết, các bạn tự thay được đấy, vào đây à. Ok nhé, bây giờ để thay pin chiếc 7 Plus này thì cần chuẩn bị những cái thứ như này. Tất nhiên rồi, là một bộ tô vít để cũng được nhưng phải vặn được nhá. Đó là một cái tô vít vặn ốc đít này, nó có hình 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 giống như hình hoa ấy, tầm 6 cánh. Một chiếc vít quan trọng nhất ở iPhone 7 Plus trở lên ấy thì nó sẽ có một cái vít 3 cạnh. Đó, thế nên chúng ta cần chuẩn bị một cái vít 3 cạnh nhá. Cùng nữa là một cái vít 4 cạnh nhỏ như này để vặn một số ốc khác. Trong 7 Plus nó có 3 loại ốc. Ốc đít thì không nói làm gì rồi, iPhone nào cũng dùng chung một loại tô vít này có thể vặn được này. Đó, ốc 4 cạnh này thì iPhone gần như iPhone nào cũng có này. Quan trọng nhất từ 7 Plus thì lên nó sẽ có ốc 3 cạnh. Đó, thế là chúng ta cần chuẩn bị 3 loại tô vít này nhá. Thủ thuật rất đơn giản thôi để mở được. Tất nhiên là pin nữa, pin Visian đây nhá. Pin Visian thì mở hộp pin Visian ra nó cũng đơn giản thôi. Đây là một bản pin Visian của thị trường nội địa Trung Quốc. Pin này thì bên mình đang bán với mức giá rất là rẻ thôi anh em nhé. Tầm khoảng pin cho 7 Plus thì tầm khoảng 300.000, hơn 300.000 một cục pin thôi. Nếu mà anh em thay tại shop thì sẽ được hỗ trợ. Đó, cục pin nó sẽ như này này. Là pin Visian nhá. Năm mới thì nó sẽ là màu đen. Nếu pin Visian là màu trắng là của năm cũ nhá, của năm 2018 ấy, 2019 đổ ra nó sẽ là màu đen, pin Visian màu đen như này rồi. Đó, thì bây giờ đầu tiên là chúng ta sẽ mở máy ra. Tất nhiên rồi, có hai cái ốc đít đây này. Thường thường là các nhà bán hàng người ta hay dán tem bảo hành vào đây, thì bên mình cũng không ngoại lệ, mình sẽ phải dán tem bảo hành vào đây. Đó, thì chúng ta cạy ra đấy nhá. Sau đó chúng ta dùng cái này này, cái nhiều cạnh này, chúng ta vặn cái ốc đít ra đấy nhá. Đó, rất là dễ thôi, vặn tem này. Lưu ý mấy anh em một điều nhá, iPhone 7 Plus này, riêng iPhone X đổ lên nó sẽ có một cái chỗ khác. Tất cả những iPhone này thì đều Apple đều thiết kế cho chúng ta một cái chỗ để chúng ta có thể tháo ra. Thì chiếc 7 Plus và chiếc máy 8 Plus đổ lại nó nằm ở chỗ này này, nó sẽ nằm ở chỗ này nhá. Đó, thì anh em nếu có móng tay thì anh em dùng móng tay anh em vào đây. Đó, nếu mà khó quá thì chúng ta sẽ dùng dao lam để chúng ta lách vào cái chỗ này, riêng chỗ này thôi nhá. Anh em lưu ý riêng chỗ này, những chỗ này không được đâu, chỗ này không được đâu, chỗ này cũng không được, chỗ này cũng không được nhá. Riêng iPhone 8 Plus lại là cái này này, chúng ta lách tay vào nhá. Này, đó, em nhìn đâu, lách tay vào nhá. Đó, sau đó vuốt. Có móng tay thì chúng ta dùng móng tay thôi, không có móng tay chúng ta dùng một thiết bị khác. Mình có móng tay mình dùng được. Đó, vuốt vào này. Vuốt vào này. Đó, nó sẽ há được như này nhá. Đó, nó sẽ há được như này, anh em nhìn kỹ này này. Nó sẽ bị co lúc ấy, co nó sẽ nhỏ đi một chút thì chúng ta mới lách tay vào được. Chứ còn những cái chỗ này nó dày chúng ta không lách vào được đâu nhá. Đấy, cái này này. Đó, thì bây giờ iPhone 7 Plus thì cái cáp nó nằm ở phía này này. Cái cáp nó nằm phía này nhá, chứ nó không nằm ở phía trên này như 6S à, 6S Plus đổi lại. Thế cái cáp nằm ở phía này. Thế nên nhiều anh em nhắc phát này là đứt luôn cáp màn hình và hỏng cái màn hình giá mấy triệu luôn. Thế em cẩn thận nhá. Như cái cáp nằm phía này này. Chúng ta cầm ra rút ra chỗ này. Rút ra như này này. Em nhìn đâu? Và lật ngang ra như này. Đây. Rút ra lật ngang này nhá. Đó, lật ngang như này này. Đó. Thì chiếc 7 Plus này ấy, là của bạn khách, bạn đã trước đã từng mua bên mình và dùng rất là lâu rồi, cho nên là mình sẽ bóc ra và dán tem bảo hành đây thì nó sẽ dễ bóc. Còn nếu cái máy 7 Plus nào mà chưa từng bóc ra bao giờ ấy, thì những cái doang này sẽ rất là chặt, thế nên chúng ta cạy có phải khéo, chúng ta có móng tay nhiều khi chúng ta không đủ lực nên chúng ta phải dùng một thiết bị khác. Nó có một cái thiết bị mở máy ấy, chuyên dùng ấy, thì chúng ta sẽ làm được, hoặc là chúng ta có thể dùng một cái bao thẻ SIM hoặc một cái cặp vít bằng nhựa là chúng ta có thể cạy được. Đó, anh em lưu ý như vậy. Đó, thì đến bây giờ là cái bước quan trọng nhất là cái bước này cho anh em làm thật khéo hỏng màn hình này. Khi chúng ta nhắc lên được như này nhá, thì chúng ta sẽ dùng cái vít ba cạnh. Cái vít ba cạnh, ốc ba cạnh mình vừa nói ấy. Toàn bộ những ốc ở đây, 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 ở đây là ba cạnh. Nếu 1 2 3 4 5 6 7 cái ốc này không phải là ba cạnh ấy, thì chứng tỏ là máy đấy đã bị can thiệp và đã bị thay bằng ốc khác rồi. Chắc chắn là phải là ba cạnh nhá. Bây giờ chúng ta vặn ra. Đó, đúng là ba cạnh này. Anh em lưu ý nhá. Vặn ra, nó ngắn như này. Nó sẽ có tất cả là 6 cái ốc ngắn và một cái ốc rất dài.
Đó, cái chỗ này sẽ phải cạy ra nhá. Đó, đây này. Nó sẽ có 6 ốc ngắn và một cái ốc rất dài nhá. Đó. Đây, ốc này sẽ là ốc dài này. Đó. Đó. Sau đó chúng ta nhấc cái này ra. Đây, nhấc cái này ra nhá. Đó. Đây, tiếp tục chúng ta sẽ vặn tiếp ba cái ốc ở phía trên để lắp camera trước này. Ba cái này. Cái này. Và một cái ở dưới tem ấy. Em lưu ý nhá. Một cái ở dưới tem này. Đó. Vặn tiếp cái ốc cuối cùng ra. Đây nha. Và bây giờ chúng ta khéo léo chúng ta nhấc màn hình lên trước này. Đó, hai cáp này, gồm hai cáp nha. Cái camera trước gồm một cáp này. Đó, bây giờ là chúng ta sẽ nhấc được màn hình ra. Đó nha, bỏ màn hình qua một bên nhá, để cẩn thận nhá. Kê vào đây đồng hồ. Đó. Bây giờ nhá, đến bước chúng ta tháo pin thì chúng ta sẽ nhấc cái này lên trước này. Đây là cái kết nối của pin này. Chúng ta nhấc cái này lên trước nha. Đây, nhấc ra như này. Đó. Bây giờ là có ba cái pin xịn, pin gốc ấy. Thì nó sẽ thường thường có cái ba cái này, thì bên mình thay pin thường thường mình có hay gắn ba cái này vào. Thì bây giờ cái này rất khó rút này, nếu rút không cẩn thận thì rất khó tháo pin ra nhá. Thế mình lưu ý khuyên anh em một cái là anh em nên kiên trì anh em tháo thêm cái rung này ra. Thì khi tháo rung là mình cũng bảo anh em chuẩn bị một cái cáp cái tô vít bốn cạnh là vì thế, bởi vì là cái rung này lại dùng vít bốn cạnh. Đó, nó không dùng vít ba cạnh. Nó không dùng ốc ba cạnh giống như là cái chặn màn hình cũng như là chặn cáp loa trong. Cao ra trước đó, đây nha, vặn cái gồm có ba cái ốc ở ba bên như này đó, thì tiếp nữa là hai cái ốc để giữ cho socket và rung. Tháo khéo nhá, không khéo đứt rung đấy nhá, đứt rung lại mất mấy trăm phải thay rung đó. Nhấc cái nhựa ra, anh em thấy không, nhấc lại ra nhá. Đó, bây giờ là nhấc thêm cái rung ra đây, anh em thấy không, đây là cái rung, bỏ cái rung qua bên nhá. Bây giờ sẽ rút cái cáp này này, đó anh em nhìn thấy không, chúng ta sẽ dùng tay chúng ta cạy cái này lên một chút. Đó, xong chúng ta nhấc cái keo ra và chúng ta rút, rút thật khéo nhá, không đứt. Ok, một cái này, cái thứ hai này, ok, cái thứ ba này, đó, thế là nhấc được pin ra luôn, nghe thấy không, rất là dễ thôi. Ba cái và nhấc được cục pin ra. Đây là cục pin hỏng nhá, đây là cục pin xịn anh em ạ. Đó, cái tem rất in rất xịn này. Đấy nhá, bỏ qua bên nhá. Đây, bây giờ đến pin PCN, pin mới. Thì bây giờ chúng ta sẽ dán cái keo mà theo máy theo pin vào, nó tặng theo pin này này. Cái keo nó hơi dị, nó không giống cái keo gốc, nhưng không sao, không có keo được. Bóc cái lớp vào ra. Sau đó dán vào cái keo. Lưu ý là dán vào cái đúng cái chiều nhá, dán đúng cái chiều mà cái socket úp xuống như này này. Chứ nếu mà anh em dán ngược vào đây thì tự nhiên mất cái keo, mà dùng không có keo vào dán là dùng cái keo loại khác dán vào thì nó không chắc, mà không dán keo thì máy sẽ bị long sọc. Thế nên là cẩn thận nhá, đúng chiều này, chiều mà cứ nhìn cái chiều mà nó có cái socket úp xuống này, cái chiều mà nó không có tem của hãng này thì là cái chiều còn dán keo, ok nhá. Và nhìn kỹ xem có đúng là pin của iPhone 7 hay không, thì ở trên này nó thường thường nó sẽ ghi này, đấy dành cho 7 Plus này. Chứ nếu mà dành cho 8 Plus thì kích thước nó y xì, những cái socket này nó khác. Thế nhiều khi mua nhầm anh em dán keo rồi lại không dán vào, không lắp vào được máy ấy, thì nó phí ra. Thế anh em lưu ý là nhìn kỹ nhá, và nhìn kỹ là có dành cho 7 Plus nhá, ở trên này. Đó, thì dán vào. Thì cái pin PCN này thật với anh em là chất lượng rất là tốt, nó tương tự, gần như là tương đương pin theo máy luôn. Thế là anh em lên thay cái pin này thì tốt hơn. Bên mình nếu mà thay cái pin này, bên mình sẽ bảo hành là 12 tháng. Anh em ở xa thì anh em có thể đặt hàng qua website, hoặc là anh em ở gần thì qua trực tiếp một đội 10 lạch chay, mình sẽ thay miễn phí nhá. Miễn phí công cho anh em, còn anh em ở xa thì mình sẽ ship COD khi anh em nhận được hàng, anh em phải thanh toán nhé. Đó. Lại bóc cái keo ra. Đó. Thì khi có cái keo này nó dán nó sẽ không bị long sọc. Này. Bóc keo ra như này nhá. Đó. Bây giờ chúng ta sẽ đặt xuống này. Đặt cái socket vào trước đúng vị trí, không tí lại không nhốt một cục pin lên lại sai vị trí. Đặt xuống như này. Ok. Miết tay một chút này. Miết tay một chút này. Sau đó ấn cái này xuống nhá. Đây, ấn này xuống này. Đấy. Này, ấn để cho socket xuống cẩn thận nhá. Ok, ấn phát là xong, nó như này.
Đấy nha, rất là chắc chắn đúng không? Đó, rất là chắc chắn này. Bởi vì keo nó dính vào đó, không keo nó sẽ rơi ra và sẽ bị long sọc. Bây giờ lắp rung lại như cũ nha. Để cụm rung vào đây. Đúng cái vị trí ốc này này. Đó. Để đúng vị trí ốc nha. Nó sẽ có một cái chậm, cái tròn tròn ở đây. Đúng vị trí của ba cái ốc. Sau đó ấn cái socket rung xuống để kết nối này. Ok chưa? Ở xuống nha. Bắt ốc vào luôn. Đây, lấy lại cái vít bốn cạnh này. Đó, bắt ốc vào luôn. Đây. Ấn vào đây. Đó. Thường thường những cái vít này nó sẽ dính vào cái loa, bởi vì cái loa nó có từ trường của 5 châm. Đây, cái tô vít của chúng ta cũng có nên nó yếu hơn, nên nó hay bị hút vào. Đây nha. Đừng quên lắp cái chặn nha. Cái chặn này. Đó, đừng quên lắp cái chặn vào đây. Nhiều khi anh em quên, nhiều khi anh em lại quên sót mất cái này. Không sao cả, nó không có chặn tí thôi. Nhưng mà nó không vấn đề gì cả, lắp vào thì nó cẩn thận hơn. Đó. Sau đó bây giờ là khéo tay lắp màn hình nha. Để vào đây này. Đây này, đúng cáp nha. Lắp cáp dưới trước nhé. Đây. Đó, cáp dưới trên nhá. Đó, được chưa? Bây giờ đến các camera trước và loa trong. Đó, lắp cẩn thận anh em nhé, bởi vì cái này nó sẽ hơi chéo chéo, thành ra nhiều khi để nó khó. Khuyên anh em lên lắp cái này trước chứ lắp cáp màn hình sau. Đó, để cẩn thận hơn. Ok, đó là xong. Bây giờ lại lắp những cái này chuông xuống trước này. Đó, cái chặn này xuống nha. Xoay đúng chiều nó sẽ vào thôi. Xoay khác ngược là nó sẽ không vào. Đấy, thấy chưa anh em thấy chưa? Đó. Bây giờ lại dùng cái vít ba cạnh. Lấy những con ốc ngắn nhé. Bởi vì con ốc dài nhớ vị trí của nó đấy. Tất cả là có 6 con ốc ngắn và 1 con ốc dài. Mình sẽ làm thật chậm để cho anh em nhìn nhé. Đó, ok. Ok. Ok nhá. Bây giờ là sẽ đến cái chạm màn hình này. Cái này nó sẽ có một con ốc dài. Và anh em lưu ý là cái con ốc dài này này là nó sẽ nằm bên trong nhá. Đây này. Đó, sẽ nằm bên trong này. Chỉ duy nhất con ốc này là dài thôi, còn tất cả là ngắn hết. Bỏ ra này. Đó. Ba con ốc ngắn còn lại này. Đây nha. Anh em lưu ý là lúc anh em làm em để cẩn thận không ốc nó văng mất. Đó, mình lại bị đâu mất một con ốc ngắn rồi. Không biết là chạy đâu rồi. Đây là nó dính ở mãi cái này. Đây, nó nằm ở trong cái này. Đó. Ok, cẩn thận không rơi mất ốc lại thiếu. Thiếu thì cũng không sao đâu, nhưng nó hơi buồn cười. Phải lắp phải đầy đủ. Mình thực ra mình là người rất là cầu toàn. Thế nên là mình tháo của anh em ra, của thằng khách ra ấy. Lúc mình lắp vào sẽ phải đầy đủ, không thiếu cái gì khác. Thế nên nhiều thợ nó ẩu, nó không thể lắp cái chặn này vào hay không thể lắp cái chặn này cơ. Bởi vì là nó làm thế cho nó nhanh. Đỗ tốn thời gian là tự nhiên là dư ra được miếng sắt để bán. Nói cho vui thôi, không bán được cái đấy đâu, không ai mua làm gì cả. Đấy nhá. Thì lười để không lắp thôi. Đó, dán cái tem bảo hành vào. Có bên mình dán. Nếu các bạn thay ở nhà thì không cần phải dán đúng không? Đó, dán cái tem bảo hành của bên mình vào. Đó. Trước khi lắp cẩn thận là lần nữa là bật lên để check nha. Đây này. Bật máy lên để kiểm tra xem là cục pin này có ok hay không, đúng không? Đó, chắc chắn là pin VCN khi được bán ra ấy, thì sẽ rất là ngon. Sẽ rất là ngon, không vấn đề gì cả. Kiểm tra được phần trăm pin luôn. Kiểm tra được kiểu không bị bảo trì ấy. Thế nhiều cục pin thay một cục pin kém chất lượng ấy thì trên máy nó sẽ báo là bảo trì anh em nhé. Nó báo bảo trì như vậy là cục pin đấy mà anh em xả pin đi, anh em sạc đầy vào anh em dùng hai lần mà nó không báo được phần trăm ấy thì chứng tỏ cục pin kém chất lượng, không nên dùng nhá. Đây, ấn vào cài đặt này. Xem lại nhá. Xem pin nó báo bao phần trăm này. Đó, tình trạng pin vẫn là 100% anh em nhìn thấy không? Vẫn là 100% nhá, nguyên xin nhá, nó phải thế. Ok xong rồi thì bây giờ lắp vào nhá, bằng cách là lại
anh em lưu ý này, nó sẽ nằm ngang là anh em đút vào đây nha, anh em nhấp vào đây này, đó, sau đó anh em bấm này, đó, bấm này, bấm này, bấm này, cẩn thận nhá, miết lại lần nữa này, đó, thường thường máy vỏ zin nó sẽ rất là khít, vuốt vuốt tay đây rất là mịn này, đó, lắp vào rồi là ok, đó, bây giờ là sẽ lắp ốc, cho vào đây, cho hai con ốc dưới máy vào đây, hai con quạt ốc đít máy, dùng cái tô vít nhiều cạnh cũ bọn vào. Bọn vào nha, ok. Mình sẽ dán lại tem bảo hành. Đó, sẽ bóc ra và mình sẽ dán lại tem bảo hành. Ok, thế là xong rồi đấy. Rất đơn giản đúng không? Rất đơn giản để thay pin cho anh em. Đây. Đó, chỉ mất có mấy phút thôi, chưa đến 10 phút là anh em đã thay xong rồi. Ok nha. Đó. Và dùng bình thường. Đó, pin rất là tốt, pin này phải dùng được khoảng 2 năm. Bên mình bảo hành cái pin này là 1 năm anh em nhé. 1 năm nếu trường hợp anh em dùng bị phồng là 1 này, bị báo ảo là 2 này, bị hết không báo dưới 85% là 3 này, và bị sụt phần trăm quá nhanh, thì bên mình trong vòng 12 tháng bên mình sẽ thay cục pin khác. Có nghĩa là thay cục pin mới luôn, cho anh em hoàn toàn yên tâm. Và để mua pin này thì anh em có thể vào website bên mình là mrn.vn, mình để đường link bên dưới, anh em vào đặt hàng ở trên website để mua cục pin này, bởi vì ship COD toàn quốc cho anh em. Đó, khi nhận được hàng bên mình sẽ hỗ trợ anh em cách thay qua online nếu anh em muốn, còn nếu anh em không thay được anh em có thể đem vào thợ nhá. Cục pin có bất cứ vấn đề gì đó, còn nguyên tại bảo hành không bị gãy cáp thì mình sẽ đổi cho anh em cục pin khác. Đó, anh em xem clip này thấy hay thì nhớ cho mình một like để ủng hộ, chia sẻ mọi người cùng xem, nhớ subscribe kênh YouTube của mình để đón chờ những clip mới nhất. Cảm ơn anh em xem clip nha, chào anh em.